Vào cuối tuần qua, hãng hàng không Vietjet Air đã mở thêm đường bay mới nối Thành phố Hồ Chí Minh và thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc nhằm tăng cường cơ hội hợp tác du lịch giữa hai thành phố và tạo điều kiện đi lại thuận tiện hơn cho du khách. Đường bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Đài Bắc được Vietjet Air khai thác thời gian đầu với tần suất 5 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 3 giờ 25 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ 30 và đến Đài Bắc lúc 18 giờ 55 giờ địa phương. Chiều ngược lại khởi hành lúc 20 giờ giờ địa phương từ Đài Bắc và tới Thành phố Hồ Chí Minh lúc 22 giờ 25 phút. Nhân dịp này, Vietjet Air cũng công bố một chuyến bay miễn phí bay vào ngày 20 tháng 3 năm 2015 từ Đài Bắc về Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội dành cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc Trung Quốc đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đài Loan. Hành khách sẽ được miễn phí hoàn toàn giá vé chiều đi và được giảm giá vé 50% chiều về. Thời hạn đăng ký là từ ngày 12 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2015.